Ngày 25 tháng 8, Giám đốc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia của Nhật Bản, ông Itaru Nakamura thông báo ông sẽ từ chức để nhận trách nhiệm về vụ cố Thủ tướng Abe Shinzo bị ám sát. Ngày 8 tháng 7 vừa qua, cựu Thủ tướng Abe Shinzo đã bị một đối tượng dùng súng bắn tại thành phố Nara, miền Tây Nhật Bản, trong lúc đang vận động tranh cử cho một ứng cử viên của Đảng Dân Chủ Tự Do Cầm Quyền. Ông đã qua đời sau đó tại bệnh viện. Sau khi xảy ra vụ tấn công, cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ nghi phạm và thu giữ một khẩu súng tự chế ngay tại hiện trường. Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 15 giờ ngày hôm nay của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ quân sự tỉnh Quảng Ninh thông báo ngừng cấp phép tàu du lịch trên biển từ 12 giờ ngày hôm nay. Cụ thể, tạm ngừng cấp phép các phương tiện thủy ra khơi, có thể xem xét cho phép các tàu được chạy từ các tuyến đảo về đất liền, tránh trú và kết thúc công việc này trước 15 giờ ngày hôm nay. Tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện du lịch biển lưu trú qua đêm tại các điểm du lịch trên biển. Thời điểm dỡ lệnh tạm ngừng là khi có tin cuối cùng về cơn bão số 3. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, vào lúc 13 giờ chiều nay, cơn bão số 3 cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 250 km về phía đông, sức gió mạnh nhất cấp 9, cấp 10, 75 cho tới 102 km/h, giật cấp 12. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 30 km/h. Tính đến thời điểm hiện tại, Cần Thơ là địa phương thứ 7 trên cả nước quyết định miễn học phí cho học sinh năm học 2022-2023. Trước đó đã có nhiều địa phương quyết định miễn học phí cho học sinh trong năm học mới này là Hải Phòng, Bắc Cạn, Bà Rịa Vũng Tàu, Đà Nẵng, Cà Mau, Quảng Ninh. Phần lớn các địa phương này hầu hết đều miễn học phí cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông các cấp. Trước đó, tháng 7 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn có đề xuất miễn học phí bậc trung học cơ sở. Trước đề xuất này, Thủ tướng giao các cơ quan phối hợp nghiên cứu đánh giá kỹ tác động, Bộ Tài chính tính toán các vấn đề liên quan đến ngân sách theo tinh thần là rà soát có lộ trình điều chỉnh học phí phù hợp, không gây khó khăn cho người dân và học sinh. Theo số liệu thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học năm 2022 giảm so với năm 2021 khoảng 20% và chỉ giảm 3,4% so với năm 2020. Cả nước có 315.993 thí sinh ban đầu có dự kiến đăng ký xét tuyển vào đại học nhưng sau đó đã không nhập nguyện vọng đăng ký xét tuyển lên hệ thống. Trong đó, Hà Nội có số thí sinh không đăng ký nguyện vọng nhiều nhất cả nước với 22.187 thí sinh. Điểm khác biệt căn bản trong việc đăng ký xét tuyển năm 2022 là thí sinh đăng ký nguyện vọng lên hệ thống sau khi đã biết kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Số liệu năm 2022 thể hiện con số thực chất, thực lực của thí sinh có khả năng cạnh tranh xét tuyển vào đại học, mong muốn vào đại học sau khi đã có đầy đủ thông tin về kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, kể cả điểm sau phúc khảo. Đây là tín hiệu tích cực thể hiện các định hướng và quyết định chủ động của thí sinh khi có đủ thông tin. Thưa quý vị, trước thông tin hơn 1,4 tấn mì Omachi nhập khẩu từ Việt Nam bị thu hồi và tiêu hủy tại Đài Loan, Bộ Công Thương cho biết sẽ yêu cầu Masan Consumer, đơn vị sản xuất mì ăn liền Omachi, báo cáo cụ thể. Sau khi xác minh làm rõ, Bộ sẽ thông tin cụ thể. Trước đó, ngày 23 tháng 8, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan thông tin về lô hàng 1,44 tấn mì Omachi sốt tôm chua cay do công ty trách nhiệm hữu hạn Quan Yu nhập khẩu từ Việt Nam bị trả lại để tiêu hủy. Nguyên nhân do phát hiện trong gói bột gia vị có chứa 0,195mg trên 1kg ethylene oxide chưa được cấp phép. Theo nhà sản xuất, tiêu chuẩn quy định an toàn thực phẩm của mỗi nước là khác nhau nên các sản phẩm mì Omachi mà Masan sản xuất để xuất khẩu cho từng quốc gia và các khu vực cũng khác nhau. Họ không trực tiếp xuất khẩu hoặc bán sản phẩm mì Omachi sốt tôm chua cay cho đối tác có tên công ty Quan Yu để xuất khẩu cho thị trường Đài Loan như thông tin phía Đài Loan. Trong văn bản mới nhất trả lời kiến nghị của Vietnam Airlines về việc miễn 100% thuế bảo vệ môi trường với nhiên liệu bay, Bộ Tài chính cho hay thuế bảo vệ môi trường nhằm hạn chế việc nhập khẩu, sản xuất, tiêu dùng các hàng hóa khi sử dụng gây ô nhiễm môi trường, khuyến khích phát triển kinh tế đi liền, giảm ô nhiễm môi trường.
Do đó, luật bảo vệ môi trường không quy định miễn thuế này. Hiện mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay đã giảm xuống mức sàn trong khung thuế còn 1.000 đồng một lít. Trường hợp cần giảm hơn nữa mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay thì cần phải trình Quốc hội xem xét quyết định. Tuy nhiên, việc giảm mức thuế bảo vệ môi trường về không sẽ không đảm bảo đúng bản chất của thuế bảo vệ môi trường. Liên Hợp Quốc thông báo sẽ hỗ trợ Pakistan và Afghanistan đối phó với mưa lớn và lũ lụt vốn gây thiệt hại nặng nề cho các quốc gia này. Đến nay, Liên Hợp Quốc đã huy động 7 triệu đô la Mỹ để kịp thời ứng phó với lũ lụt, đồng thời viện trợ 1.100 tấn thực phẩm, thuốc men và những thực phẩm dinh dưỡng khác. Bên cạnh đó, Liên Hợp Quốc cùng nhiều tổ chức nhân đạo đã cử các nhóm công tác tới những vùng bị ảnh hưởng tại Afghanistan để đánh giá mức độ thiệt hại cũng như nhu cầu của người dân. Trong tuần qua, mưa lớn và lũ lụt tại Afghanistan đã ảnh hưởng đến hơn 8.200 gia đình. Từ ngày 16 đến 21 tháng 8, các đợt lũ quét đã cướp đi sinh mạng của 63 người và khiến 115 người bị thương. Ước tính có khoảng 3.400 ngôi nhà đã bị phá hủy hoặc hư hỏng. Từ đầu năm đến nay, 256 người đã thiệt mạng do lũ quét tại Afghanistan, trong đó gần một nửa là thương vong trong tháng 8 này. Cơ quan Y tế Công cộng Canada đã xác nhận 1.206 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ, trong đó có 32 ca nhập viện tại nước này tính đến ngày 24 tháng 8. Trong những tuần gần đây, sự gia tăng các ca mắc mới có xu hướng chậm lại, song dịch bệnh đã lan ra nhiều vùng hơn. Theo Cơ quan Y tế Công cộng Canada, các khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất gồm tỉnh Ontario, tỉnh Quebec, tỉnh British Columbia. Hiện Canada đã triển khai hơn 105.000 liều vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ đến các tỉnh và vùng lãnh thổ, với hơn 59.000 người được tiêm ít nhất một mũi vaccine tính đến ngày 14 tháng 8. Thưa quý vị, Philippines đang tích cực khắc phục hậu quả nặng nề của cơn bão Ma'on khi số người thiệt mạng do bão đã tăng lên 4 người. Nhiều nơi đối mặt với tình trạng ngập lụt cũng như mùa màng hoa màu bị phá hủy sau cơn bão. Hơn 12.000 người tại 149 ngôi làng ở tỉnh Cagayan vẫn đang ở trong trung tâm sơ tán khi cơn bão Ma'on đã ra khỏi Philippines và để lại hậu quả nặng nề tại khu vực phía bắc đảo Luzon. Chính quyền địa phương cảnh báo người dân ở các khu vực trũng thấp và dễ xảy ra sạt lở đất cần đề phòng dòng nước chảy xiết ở hạ lưu, có thể gây ra lũ lụt trên diện rộng. Ma'on là cơn bão thứ 6 đổ bộ vào quốc gia Đông Nam Á này trong năm nay. Theo một nghiên cứu quy mô lớn vừa được công bố, thuốc điều trị COVID-19 dạng viên của hãng dược phẩm Pfizer Mỹ vừa dường như không có tác dụng hoặc có rất ít tác dụng đối với người trẻ tuổi. Trong nghiên cứu trên 109.000 người bệnh COVID-19 ở Israel, các nhà nghiên cứu ghi nhận thuốc Paxlovid đã giúp giảm khoảng 75% nguy cơ nhập viện ở những người trên 65 tuổi sử dụng thuốc ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính. Kết quả này phù hợp với những dữ liệu được các cơ quan quản lý dược phẩm ở Mỹ và nhiều nước khác lấy làm cơ sở để cấp phép lưu hành Paxlovid. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy thuốc hầu như không có tác dụng đối với những người trong độ tuổi từ 40 đến 65. Cuối năm ngoái, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đã cấp phép sử dụng thuốc Paxlovid cho người trưởng thành và trẻ em trên 12 tuổi, những người bị cho là có nguy cơ cao nếu mắc COVID-19 do các tình trạng như béo phì, tiểu đường và bệnh tim. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.